Một đoạn clip được quay bằng điện thoại di động dài 2 phút 31 giây ghi lại toàn bộ cảnh tàu Trung Quốc to lớn rượt đuổi, đâm và nhấn chìm hoàn toàn tàu cá DNA 90152 của bà Huỳnh Thị Như Hoa ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vào hồi 16 giờ ngày 26 tháng 5 vừa công bố trên các phương tiện truyền thông. Đây là bằng chứng không thể chối cãi của các tàu Trung Quốc khi thực hiện hành vi gây rối trên Biển Đông. Theo như những gì mà clip do một ngư dân Đà Nẵng đi trên tàu cá khác quay được, thì ban đầu tàu cá DNA 90152 đang chạy song song với một tàu cá khác của Việt Nam. Phía sau là hai chiếc tàu vỏ sắt khổng lồ của Trung Quốc đuổi theo. Hình ảnh ghi lại cho thấy khoảng cách giữa tàu cá DNA 90152 với chiếc tàu sắt khổng lồ của Trung Quốc phía sau chừng vài chục mét. Nhưng chỉ đúng 30 giây sau, mũi của chiếc tàu vỏ sắt đã chạm vào đuôi của tàu cá DNA 90152. Sau cú đâm chí mạng đầu tiên được clip ghi lại cho thấy chiếc tàu cá DNA 90152 đang cố giỡn máy chạy thoát lên phía trên và chừng 5 giây sau thì chiếc tàu cá DNA 90152 đã bứt phá lên phía trước được một đoạn. Đúng lúc đó, tức chỉ một phút sau khi tàu DNA 90152 bị đâm lần một, lần này chiếc tàu vỏ sắt khổng lồ đã lao thẳng tới và gần như nuốt trọn, nhấn chìm hoàn toàn chiếc tàu cá Việt Nam. Tàu cá DNA 90152 sau cú đâm quá mạnh chỉ còn kịp xoay một vòng trước mũi tàu vỏ sắt Trung Quốc trước khi lật úp hoàn toàn. Ngay khi đó, giọng của các ngư dân Việt Nam đang ở gần đó hốt hoảng la lớn. Chỉ trước đây 10 giây sau, tàu cá DNA 90152 gần như chìm hẳn. Một lúc sau mới nổi phần mũi tàu lên. Trước đó, Trung Quốc trắng trợn dựng chuyện rằng tàu cá Việt Nam đã tự lật sau khi cố đâm vào tàu Trung Quốc ở khu vực đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Hiện nay, bà Hoa và Hội nghề cá thành phố Đà Nẵng đang trong quá trình làm thủ tục khởi kiện Trung Quốc. Vì thế, tàu cá DNA 90152 sẽ được bảo quản nguyên trạng để làm chứng cứ pháp lý.